Vũng Tàu, nhiều hàng quán đăng tải hình ảnh clip để lật mặt một người nước ngoài lừa đảo bằng chiêu lấy lại tiền thừa. Trước đó, công an thành phố Vũng Tàu cũng từng khởi tố một người Iran lừa đảo dạng này. Chị Hạnh là một nhân viên bán quán bia cà phê trên đường Võ Trường Toản, phường 9, thành phố Vũng Tàu cho biết. Mình vừa bị một người nước ngoài lừa đảo bằng cách lừa lấy đi 470.000 đồng. Cụ thể, chiều qua, một người nước ngoài vào quán mua chai bia giá 30.000 đồng và đưa tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng. Chị đưa cho khách chai bia và trả lại 470.000 đồng tiền thừa. Thế nhưng, vị khách này bắt đầu nói tiếng nước ngoài loạn xạ, hỏi mua chai bia loại khác. Sau đó cũng mua một chai bia khác. Lúc này dù chưa đưa tiền mua chai bia mới, nhưng vị khách yêu cầu trả lại tiền thừa. Chị Hạnh trối quên nên một lần nữa trả lại tiền cho khách này. Khi sực nhớ ra thì người này đã đi mất. Cùng ngày, cũng vị khách này lừa quán nước ở đường Trần Nhị, phường 1, Vũng Tàu, lấy gần 500.000 đồng. Cũng với cú lừa tương tự, mua nước rồi chỉ cho hói loạn xạ trong menu. Mấy ngày qua, có nhiều người kinh doanh nhỏ lẻ ở Vũng Tàu dính chiêu trò ảo thuật này. Nhiều người tung hình ảnh và clip lên mạng xã hội để tố cáo. Một số cư dân mạng đưa hình ảnh từ camera an ninh ghi lại cho thấy. Còn một người khác cũng là người nước ngoài. Một kẻ vào quán lừa lấy tiền, người còn lại dừng xe máy bên ngoài chờ tẩu thoát.